Gió đông bắc vẫn đang hoạt động mạnh ở nhiều vùng biển gây biển động. Dự báo hôm nay, Vĩnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, cấp 6 giật cấp 7, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và ngoài khơi phía Tây huyện đảo Trường Sa cũng có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Trời còn có mưa rông kèm theo lốc xoáy có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Bắc biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa là nơi có gió đông bắc mạnh nhất, gió cấp 6 cấp 7 giật cấp 8, sóng cao từ 3 tới 5 m biển động mạnh. Cảnh báo mưa rông, sóng gió mạnh ở các vùng biển sẽ còn duy trì trong từ 1 tới 2 ngày tới. Còn với thời tiết đất liền thì trong ngày hôm nay dự báo chỉ một vài nơi ở miền Trung sẽ có mưa nhỏ, còn đa phần thì sẽ tạnh giáo thuận lợi cho các hoạt động trong ngày. Vậy thì thời tiết cụ thể ba miền ra sao và đặc biệt là với miền Bắc, liệu còn nắng ấm như ngày hôm qua nữa không anh Quốc Sáng? vâng, ngày hôm nay thì khả năng là miền Bắc sẽ ít nắng hơn hôm qua do là có những sóng lạnh tăng cường xuống mà khiến cho trời nhiều mây hơn. Nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ khoảng 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua. Tại thủ đô Hà Nội và các thành phố, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay khoảng 17 đến 20 độ. Ở miền Trung thì riêng Thanh Hóa trời tạnh giáo nhiều mây với nhiệt độ thì không quá 19 độ, còn từ Vinh Đồng Hới trở vào đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, lưu ý là những cơn mưa xuất hiện bất chợt trong ngày, có mưa nên khá lạnh, nhiệt độ thì không quá 23 độ. Quy Nhơn thì mưa mát 28 độ, Nha Trang, Phan Thiết, Tạnh Giáo nên nhiệt độ sẽ cao hơn 29 đến 30 độ. Với khu vực Tây Nguyên hôm nay cũng ít nắng hơn, trong ngày nhiều mây, các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ cao nhất là 24 đến khoảng 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở khu vực Nam Bộ nền nhiệt sẽ cao hơn, từ sáng đến chiều thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất là 30 đến 32 độ. Một vài cơn mưa trái mùa thì có khả năng xuất hiện vào chiều tối nhưng mà chỉ lác đác vài nơi ở ven biển và rất nhanh, không ảnh hưởng nhiều. Vâng, cảm ơn anh Quốc Sáng với những thông tin vừa rồi.